Một sự việc chấn động mới đây được ghi nhận khi một chiếc xe tải chú ý đâm vào hàng rào bảo vệ an ninh ở khu vực gần Nhà Trắng. Hiện người tài xế đang đứng trước rất nhiều cáo buộc như bắt cóc hay gây hại đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Mỹ bắt đối tượng cáo buộc âm mưu ám sát Tổng thống Joe Biden. Đối tượng đã bị cơ quan mật vụ Mỹ bắt giữ và phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc như đe dọa sát hại, bắt cóc hoặc gây hại đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23 tháng 5 đã được báo cáo vắn tắt về vụ một xe tải đâm vào hàng rào bảo vệ an ninh ở khu vực gần Nhà Trắng trước đó một ngày. Phát biểu với báo giới, bà Jean-Pierre chia sẻ, ông ấy, Tổng thống Biden, cảm thấy nhẹ nhõm khi không ai bị thương trong tối qua, ngày 22 tháng 5, và gửi lời tri ân tới đội ngũ đặc vụ và cảnh sát, những người đã phản ứng cực kỳ mau lẹ. Theo cơ quan cảnh sát Washington D.C., tài xế gây ra vụ việc được xác định là Syed Khandula, 19 tuổi, sinh sống tại thành phố Chesterfield, bang Missouri. Đối tượng đã bị cơ quan mật vụ Mỹ bắt giữ và phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc như đe dọa sát hại, bắt cóc hoặc gây hại đối với Tổng thống, Phó Tổng thống hoặc một thành viên gia đình. Thật may là không ai bị thương trong nỗ lực tấn công lần này. Có vẻ như các đối tượng đang trở nên ngày càng liều lĩnh để gửi các thông điệp đe dọa đến người đứng đầu siêu cường Mỹ.